Dạ Lam Thang Sài Gòn xin kính chào tất cả các bà con ở trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ bà con vào xem live, vui lòng mà cho Lam Thang Sài Gòn một lượt like cho cái clip tương tác của quý vị ha. Dạ chị xin chào Ngọc Nhi và xin chào Nhân Hoài và chào tất cả quý vị đang xem cái buổi live hôm nay. Thưa quý vị thì hôm nay tôi qua đây cũng xin phép tất cả các bà con cho tôi chia sẻ cái quan điểm của mình liên quan sự việc của là Hằng cha năm con. Chào chú anh Phạm Công Tuấn nha. Thì cái vấn đề ở đây quý vị thì những ngày vừa qua đại đa số rằng bà con cộng đồng mạng cũng đã biết rằng Hằng là một người cha thì cũng chẳng có một trách nhiệm gì với con cái mình cả. Và cái những ngày mà cái như là cách đây khoảng 1 2 ngày đấy thì bé Thượng Anh cũng đã được ông nội lên đón về, đó là một tín hiệu mừng. Nhưng chúng ta phải hỏi lại rằng tại sao trong 2 năm vừa qua đó, với người cha như Hằng không có một động thái gì để cho con mình ăn học, thậm chí rằng còn bắt con mình ở nhà phải là cái như là phục vụ chăm em, rửa chén quét nhà tất cả mọi các kiểu, thì kể như là Hằng cũng đã không có một cái gọi là định hướng cho tương lai cho bé kể như Phượng Anh. Nhưng những ngày vừa qua từ lúc mà Hằng lên cộng đồng mạng có những cái chiêu trò đấy thì cũng được ở những một số kênh YouTube quay lên đó, và cũng được cái sức ép của cộng đồng đó, thì Hằng mới là kể như là mới để Phượng Anh về cho ông bà nội đã tiếp tục cho bé được kể như là đến trường. Đây là một trong những cái minh chứng để thể hiện rằng là Hằng làm những vấn đề những ngày vừa qua đó là vì sức ép của cộng đồng. Đã. Chứ không phải Hằng là người tự nguyện. Thậm chí trong suốt cái quá trình mà Hằng lên mạng cũng đã nói xấu cha, nói xấu mẹ, thậm chí tất cả các chị em trong gia đình cũng đều là cái như một trong những cái màn kịch gọi là dàn dựng đấy để tạo một cái sự thương xót. Và cái vấn đề này xin thưa quý vị, tôi dám khẳng định quý vị Hằng không bao giờ quay đầu. Đấy, cứ liên tục lên cộng đồng mạng cứ bảo rằng là cái như là hãy để cho Hằng yên để mà Hằng tiếp tục để mà làm để nuôi con. Nhưng cái vấn đề chúng ta đang nói ở đây, cộng đồng mạng không phải là để cho Hằng yên đấy, không phải là không để cho Hằng cái có một cái điều kiện để mà có cuộc sống tốt hơn đấy. Nhưng cái vấn đề này do Hằng chứ không phải do cộng đồng mạng, vì Hằng vẫn muốn trường cái mặt lên cộng đồng đấy, muốn lợi dụng những cái truyền thông để tiếp tục PR những hình ảnh mà nó không tốt đẹp cho mấy. Tôi xin thưa tất cả các bà con, một người con như Hằng đấy không có một cái gì gọi là cái chữ hiếu, thậm chí về quê để cướp đất cướp đồ của cha mẹ đem này bán, và bây giờ cái hình ảnh của nhân vật như thế mà cứ liên tục trườn lên cộng đồng mạng. Thì tôi hỏi quý vị, những kênh YouTube mà đến bây giờ vẫn còn tiếp tục quay Hằng với một ý đồ chi? Đó là truyền bá những cái tư tưởng, truyền bá những cái hình ảnh của những nhân vật xấu đấy để đưa lên cộng đồng mạng để kiếm ăn thôi đấy. Chứ còn nó thật sự tôi khẳng định quý vị Hằng không có bao giờ một cái gì gọi là thay đổi đó. Bà con thấy trong tất cả các thước phim mà những ngày gần đây nhất, khi mà YouTube tới quay, bà con có nhìn rõ là Hằng có dám nhìn thẳng vô cái màn hình này không, có dám nhìn thẳng vô ống kính quay để mà trả lời những câu hỏi của những kênh YouTube này hay không, hay là kể như là Hằng kể như là vẫn còn có những cái gọi là lấp liếm đã. Nói mà cặp mắt cứ đảo như cái đèn pha ô tô đấy, không dám nhìn thẳng vào cái ống kính. Vì sao quý vị? Đấy là một trong những cái mà chúng ta thấy rằng ở đây là một cái sự dối gian của một con người không trung thực đấy. Mình nói thì mình nhìn thẳng ống kính mình nói, tại sao nói mà ấp a ấp úng ấp mở rồi kể như là cứ liên tục kể như là đổ thừa cho cộng đồng mạng là kể như là gây cho mình một sức ép. Tôi hỏi tất cả các bà con ở đây, sức ép ở đây là do Hằng kết hợp với những kênh YouTube đấy để tạo ra đấy, rồi cái như là gây mất cái niềm tin trong cộng đồng đấy, mà phô lên một hình ảnh một nhân vật gọi là bất hiếu bất nghĩa bất nhân đấy. Thì tôi hỏi quý vị, những hình ảnh đó có đáng được lan tỏa hay không? Con cháu chúng ta có thể tiếp cận những thước phim đấy bất kể giờ giấc nào. Một người con mà lên cộng đồng mạng chửi cha mắng mẹ hôm trước, hôm sau quay về xin lỗi rồi tiếp tục liên lạc với tôi cũng là nói rằng những câu từ đã gọi là xin lỗi vì sức ép của cộng đồng, xin lỗi để cho qua chuyện. Chứ còn chính cha mẹ của Hằng là những người là như theo lời Hằng nói. Đấy thì chứng tỏ ta thấy rằng ở đây cái bản chất một con người như Hằng không có một cái gọi là ăn năn hối cải hay thay đổi thưa quý vị. Đấy.
Nếu mà ăn năn hối cải thay đổi thì hận không bao giờ có những cái nó phát ngôn mà để cho những bậc phụ huynh phải đau lòng như vậy. Đấy, thì chúng ta thấy rằng ở đây là một trong những cái mà hận liên tục để có những cái gọi là cái như là lắp luật. À, thứ hai có những cái gọi là lắp cái dư luận, có cái những cái thứ ba là lắp len lỏi vào tình thương của các đỡ Kim Anh. Và tôi cũng đã có những cái gọi là cái như là xem trong cái trang Facebook của anh này. Đó. Anh cũng đã lên cộng đồng mạng để kêu gọi tình thương của người khác trước khi vợ bỏ ra đi. Đó. Chứ không phải là mới đây quý vị. Chẳng qua vợ bỏ ra đi đó là một trong những cái chiêu trò mà sau này anh thấy những trường hợp tương tự như anh. Đấy, cũng được Mạnh Thường Quân quan tâm chú ý. Đó, cũng được Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Cho nên là anh mới gọi là bây giờ anh chơi hơi quá trớn. Bây giờ tôi hỏi quý vị, bây giờ con vợ cũng chưa dám về. Đấy. Chứ tôi biết chắc anh rằng đây là một cái màn kịch giữa ảnh và con vợ đang tạo ra để lấy cái sự thương xót của cộng đồng. Cái bây giờ xin thưa quý vị, thì riêng bé Thượng Anh chúng ta cũng đã có một cái bài toán giải quyết. Và bé cũng đã gọi là có một cái nơi để ổn định, để tiếp tục cái vấn đề học hành của bé. Thì cái này với cái tâm trạng của một người mà đã từng đứng lên để mà cá như là phản ánh sự việc của hẳn, thì tôi rất là cá như là lấy đó trở thành một niềm vui. Vì dù sao cũng đã góp một tiếng nói của mình đấy, để cho hẳn có những cái gọi là cũng phải sợ dư luận. Cái này là không phải là hẳn cả như tự nguyện mà đưa bé Thượng Anh về cả như là để cả như là ở chung với ông bà nội, để mà ông bà nội tiếp tục để mà cho bé có một cái chữ. Nhưng mà cái này là hận đang sợ, đây là sợ dư luận chứ hận không phải là một kẻ quay đầu. Hận sợ dư luận nên mới giao cho cả nhà ông bà để nuôi cháu. Và trong cái quá trình mà bàn giao một đứa trẻ có biên bản rồi có ký tá thì chứng tỏ tất cả, thậm chí là ký lăn tay, thì chứng tỏ ở đây một vấn đề là chỗ gia đình của hận không có còn một cái tin tưởng gì hận. Không có một cái tin tưởng hận nữa, mà hận cho bé ở đây là chỉ có hai cái vấn đề mà hận sẵn sàng để cho bé dìa kể như là ở với ông bà nội. Cái thứ nhất, những ngày vừa qua đấy, dư luận cũng đã phàn nàn phản ảnh anh này rất nhiều. Một người cha không có một tình người, một người con không có một đạo đức, không có một chữ hiếu thuận đấy, thì bị cộng đồng mạng là phản ảnh rất nhiều. Cho nên anh này mang chân chắc là bây giờ anh trúng đạn rồi quý vị. Anh trúng đạn rồi. Cho nên á, cái động thái mà anh dìa quê xin lỗi đó cũng là một hình thức đấy, để mà anh xoa dịu cộng đồng. Nhưng mà anh sai lầm một cái, anh dìa xin lỗi thì cả nhà anh không để Thượng Anh ở đó mà anh kéo Thượng Anh lên. Cái này là bà con đã nhìn rõ cái bản chất thật sự. Anh đưa Thượng Anh dìa đó đấy, rồi anh xin lỗi ông bà. Nếu như trong cái lúc đầu tiên anh có một cái tâm ý gọi là thôi đưa con về ở đó rồi kể như là để cho con kể như là nó ở lại nó với ông bà đòi nó học, thì không bao giờ mà có chuyện anh kéo Phượng Anh lên lại trên đó. Đúng không vậy? Chỉ cần kéo lên lại trong đó trong vòng một ngày là anh cũng phải bức, vì dư luận cộng đồng mạng là kể như là ném đá anh quá nhiều. Đấy, xin lỗi mà không có một chút thành khẩn. Đấy, xin lỗi mang chất là kể như là lấy có lấy cho rồi. Đấy, để làm chi? Để cho Mạnh Thường Quân còn nhìn nhận về. Đấy, để còn Mạnh Thường Quân còn nhìn nhận lại. Ừ, thằng Hận bây giờ nó biết sai, nó biết ăn năn hối cải. Nhưng tôi nói quý vị, thằng Hận bây giờ nó ăn củ nằn cho ăn năn cái gì? Nó không có ăn năn, nó không có hối cải. Nếu nó mà hối cải ăn năn á, là trong vòng 2 năm vừa qua nó cũng biết nó sai ở đâu. Đó, danh đất danh đai của cha mẹ ruột bán rồi cung phụng cho tình nhân. Đó, rồi đến bây giờ mang chắc là tay trắng quận tay trắng. Con cái thì cái như có nguy cơ là thất học. Đấy, không có cái như là một cái định hướng cho tương lai cho con cái. Nếu như không có sức ép của cộng đồng, không có dư luận quan tâm, thì tôi đảm bảo quý vị đến bây giờ bé Thượng Anh là ở với ông bà nội hay là vẫn tiếp tục để mà cái như là đi theo cái như là hận trong những cái hành trình của Kim Anh như thế quý vị. Đấy. Cho nên á, trong cái đoạn tôi thấy rằng là anh gì anh xin lỗi, là tôi thấy anh này không có một sự thành cảm. Đấy. Cho nên ngay cái vấn đề bây giờ mà anh đưa Phượng Anh cho ông bà nuôi cũng là sức ép của dư luận, chứ anh không phải là một con người tự giác. Đấy. Vì sức ép dư luận, vì kể như cộng đồng, trong đó có một số Mạnh Thường Quân đang quan tâm về sự việc này, cũng muốn giúp đỡ cho bé Phượng Anh, thì anh mới lấy đó để mà anh có cái động tác gọi là đưa bé Phượng Anh về ở với ông bà, chứ anh không có một cái gì gọi tự nguyện.
Đấy. Tự nguyện là ngay từ lúc á, anh vừa xin lỗi là anh để cháu ở lại đó liền. Đó. Anh để cháu lại đó và có những cái gọi là nhắn nhủ gửi gắm cho ông bà để ông bà nuôi, vì thật sự là cái ông bà nào cũng thương con cháu hết. Để chứ không phải là để đợi rồi đưa lên đó rồi cái chờ ông nội lên đó. Đấy là anh hành cha báo mẹ chứ đâu phải là anh tử tế gì. Đó, cái đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai, bên trong suy nghĩ của anh Hà, vì có một mạnh thường quân á, sẵn sàng đó là bảo lãnh cho Phượng Anh qua Mỹ. Đấy, anh cũng có những cái ý định riêng đầu quý vị. Sau khi đưa đó cũng được sức ép dư luận, cũng cộng đồng mạng phẫn nộ quá nhiều. Đó cái đầu anh mới đẩy Phượng Anh về. Nhưng mà anh cứ đích thứ hai của anh đến là anh vẫn tin rằng chắc anh có ngày Phượng Anh sẽ được đi Mỹ. Dưới cái sự gọi bảo lãnh của một mạnh thường quân nào đó, thì ở đây tôi chưa tiện là cái như là tiết lộ tên, vì cái mạnh thường quân này cũng đã có cái ý định như thế rồi. Đấy. Thì bà con cứ nghĩ đi, một người mà mưu toan như hẳn có tính toán những vấn đề đó hay không. Đấy. Và cái vấn đề ở đây chúng ta phải cần làm rõ cái vấn đề ở đây, vì sao ngay từ đầu hẳn là cái như là kết hợp với là cái Phượng Anh để mà yêu cầu Phượng Anh nói những cái lời nó không thật. Đấy. Ngay cả cái thước phim mà Huy Hùng đăng lên trong thời gian gần đây nhất thì cũng đã nói rất rõ ràng, bé Phượng Anh đấy, khi mà rời khỏi vòng tay của cha cảm thấy là bé như một con chim sổ lồng, rất vui vẻ, rất hoạt bát. Đấy. Cái điều đó là chúng ta thấy rằng trong suốt quá trình mà bé Phượng Anh đang ở chung với là Hằng thì chắc anh sẽ có một cái sự gọi là kể như là nó bí về cái tư tưởng. Đấy. Có một cái sức ép nào đó, có một cái áp lực nào đó. Cho nên bây giờ là thoát ra khỏi vòng tay của cha là kể như là nó cảm thấy rất vui. Không có một người con nào mà ở với cha hạnh phúc, vui vẻ mà khi mà chia tay người cha thì nó vui như thế đâu quý vị. Đấy, chắc em rằng đó cũng có những cái mà chúng ta ở đây chúng ta có một cái sự nhìn nhận rằng đó. Thì Huy Hùng có nói một câu những ngày vừa qua con nói như thế là đúng hay sai. Đấy. Thì nó nói các chú cũng thông cảm cho con vì con sống chung với cha của con. Thì chứng tỏ rằng ở đây là bé Phượng Anh nó đang nói theo cái suy nghĩ của cha nó, chứ nó không còn cái quyền để suy nghĩ cho nó. Đấy. Đó là một trong những cái mà chúng ta thấy rất rõ. Mà chúng ta phải hỏi ngược lại, vì sao đó, anh đói khổ, anh nghèo thì có thể anh lên cộng đồng mạng, anh nhờ sự cứu mang giúp đỡ của cộng đồng. Nhưng vì lý do gì anh lại đưa ra vấn đề thứ nhất là số vàng của con anh là bị bà nội giật. Cái vấn đề thứ hai, anh lên chửi cha mắng mẹ cộng đồng. Anh lên có những cái gọi là cái như là xúc phạm cả như những đấng sanh thành. Mục đích của anh là gì? Anh cố tranh thủ bằng kể như là mọi thứ có thể để lấy cái sự thương hại của người khác. Đây là quý vị nên hiểu rõ là sau khi kể như là nghe lời Phượng Anh là nói là bị bà nội kể như lấy vàng, lấy đồ tất cả, thì cũng có một mạnh thường quân cũng dẫn bé Phượng Anh đi mua vàng. Đấy. Thực sự cái số vàng đấy nó không đáng. Nếu mà chúng ta biết rõ là anh này anh cũng đã từng dìa để mà cướp đất cướp đai của chính cha mẹ ruột để anh bán, anh cung phụng cho nhân tình, thì chúng ta nghĩ rằng cái số vàng mà kể như là bé Phượng Anh đấy là nó không đáng quá gì. Vàng đó là nó chẳng đáng được bao nhiêu tiền. Thì ông bà không bao giờ mà có cái chuyện là như thế. Nhưng vì sao bé Phượng Anh phải nói? Vì sao hận phải yêu cầu bé Phượng Anh phải nói như vậy? Vì để mà nó tăng một cái tình tiết lên để lấy cái sự thương xót của cộng đồng một cách là triệt để nhất. Đấy là một trong những cái chiêu trò mà những kẻ mà dạng siêng ăn nhát làm như hẳn, sẵn sàng làm đủ tất cả mọi thủ đoạn. Đấy, đây là một gọi là một trong thủ đoạn để kiếm ăn trên cộng đồng mạng, kết hợp với những kênh YouTube mà thiếu cái sự gọi chứng kiến. Đấy. Cứ lao đó quay như một con thiêu thân, cuối cùng tất cả mọi cái hậu quả đây là để lại cho cộng đồng một cái sự ối âm. Ở đây cái thứ nhất là những đứa trẻ thơ, những đứa con của hẳn, thì quan điểm của tôi những đứa trẻ là những đứa trẻ vô tội. Những đứa trẻ vô tội. Thì chúng ta không thể để những người cha như thế mà tiếp tục đưa những hình ảnh của những đứa trẻ thơ đã lên cộng đồng mạng cái này. Chúng ta phải có những cái gọi là cái như là bây giờ cũng phải là nên lên tiếng mạnh mẽ cho vấn đề này. Vì hận không phải là một trường hợp ngoại lệ. Mà hận là cái như là trước hận còn có rất nhiều người. Đấy, như trọng súng tất cả kiểu. Cũng là lợi dụng vào tình thương của cộng đồng. Đấy, cũng đưa những đứa trẻ gọi là cái như
là vô tội lên cộng đồng mạng một cách bất chấp. Cái điều đây xin thưa quý vị, đấy, nếu như mình không lên tiếng thì kể như là biết bao nhiêu nhân vật như hận nữa. Đấy. Một người có thể làm anh được, một người có thể kiếm anh trên tình thương của người khác bằng cách là hành hạ con mình, bằng cách là có những cái chiêu trò. Đấy thì chắc anh những người thứ hai, thứ ba họ sẽ là. Đấy. Một cái cách kiếm anh rất dễ dàng quý vị. Bà con thấy đi, trong suốt thời gian vừa qua, tôi nói riêng về cái nhân vật trồng súng, nó làm ra một xu nào bằng chính sức lao động của nó hay chưa? Đấy. Hay là nó cũng lên cộng đồng mạng, nó diễn trò diễn cảnh, rồi mạnh thường quân gửi tiền về. Bà con nên nhớ rằng trong suốt 2 năm vừa qua, trọng súng nó làm được một cái vấn đề gì? Nó đã lao động chết một cọng cỏ hay chưa? Hay là nó cũng đang lợi dụng vào tình thương của khác để kiếm ăn một cách bất chấp? Đấy. Lên cộng đồng mạng cứ bô bô thiên liên thiên liên thiên đủ tất cả các chiêu trò. Cũng hứa hẹn cộng đồng, cũng hứa hẹn với mạnh thường quân là con sẽ cố gắng, con sẽ quay đầu. Nhưng đến bây giờ bà con thấy trọng súng nó có quay hay không? Đấy. Rồi đến bây giờ là cái vấn đề như là những mạnh thường quân và những kênh YouTube đấy, mà dịch tích cái vấn đề lên và cũng liên tục xuyết xoa. Nói rằng của cho đi là còn đó, thì bây giờ bà con thấy còn cái gì? Còn ở đây là còn cái hình ảnh của trọng súng và những đứa con thất học. Còn ở đây là bây giờ đã xuất hiện thêm là thằng Hằng. Đấy, cũng đưa ra những đứa con và có nghi cơ tiếp tục thất học như con trọng súng. Chứ không còn ở đây quý vị. Còn ở đây là một cái dấu hỏi rất lớn ở cộng đồng. Một dấu hỏi mà mạnh thường quân và cả một cộng đồng phải hỏi vì sao phải như vậy. Vì chúng ta chưa có động thái mạnh mẽ. Vì chúng ta còn thương người mà một cách mù quáng. Đấy. Cho nên còn những kẻ gọi là siêng ăn nhắc làm cứ liên tục lên cộng đồng mạng để kiếm ăn một cách bất chấp. Và những ngày vừa qua bà con cũng thấy rất rõ. Với nhân vật Hận này, đấy, với nhân vật Hận này, tôi cũng đã có những cái lúc tôi cũng đã chứng minh rất rõ ràng. Thì kể như là trước khi mà nói vợ mất tích cũng đã lên cộng đồng mạng để mà kiếm ăn. Cũng lên cộng đồng mạng. Trước thời điểm đó là Hằng đang dùng cái nền tảng Facebook. Chứ không phải là cái như là kêu gọi truyền thông như mà bây giờ là rất nhiều kênh YouTube đã quay. Để, thì thời điểm đó Hằng cũng đã lên than nghèo than khổ rồi. Cũng đã xin gạo lên cộng đồng mạng rồi. Để, bà con cứ vào cái trang Facebook của Hằng. Đấy. Có rất nhiều cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng đây là một cái vở kịch, mà vở kịch này được xây dựng rất một thời gian cũng khá dài. Đấy. Xây dựng một thời gian cũng khá dài. Đấy quý vị. Chứ một người mà nói thật sự quý vị, một người vợ mà được chồng yêu thương đùm bọc cưu mang như thế, thì tôi hỏi quý vị bây giờ có đốt đuốc để tiền làm gì, có cái chuyện mà bỏ đi? Không bao giờ nói chuyện bỏ đi. Đấy, mà bỏ đi là vì sao? Phải hỏi lại anh chồng. Nếu mà bỏ đi thật là phải hỏi lại thằng chồng. Thằng chồng có nói thật hay không? Tôi khẳng định quý vị, thằng chồng không bao giờ nói thật. Riêng thằng Hằng không bao giờ nói thật. Để. Nó những cái chiêu trò những ngày vừa qua bà con thấy rõ, nó tự lên cộng đồng mạng, tự biên, tự diễn, tự kêu YouTube tới quay. Đó. Mà cứ nói rằng bây giờ là để cho họ có một cái gọi cuộc sống, để lo cho con nó. Thì dĩ nhiên con nó lo chắc rồi. Đấy, nhưng ở xã hội này biết bao nhiêu người như nó, ai cũng là cũng phải vượt khó vươn lên chứ. Chứ đâu phải là bây giờ mỗi lần khó khăn là ta lên cộng đồng mạng ta mài cái mặt đó. Một hình ảnh mà nó lên mà nhờ cái sự gọi là giúp đỡ của người khác, tôi nói quý vị cực sự chẳng đã lắm. Đấy. Chứ người ta cũng như mình. Đấy, mình cũng như người ta, mà tại sao người ta sống được, người ta có tiền để cho mình, mà mình bây giờ nó thật sự cưu mang bản thân và gia đình không xong, mà lên cộng đồng mạng cái xin tiền, ổ xin miết ra không thấy gì hả? Ta phải hỏi vì sao chứ. Đấy, vì sao mà người ta cũng như mình, cũng trong một môi trường, trong một điều kiện sống như thế mà người ta làm có tiền, mà mình bây giờ nuôi thân không nổi, mà cái lên cộng đồng mạng cái tru tréo lên rồi cái đưa ra rất nhiều cái viễn cảnh, trong đó là có đưa ra những hình ảnh của những đứa trẻ thơ vô tội. Đấy, đây là một trong những cái mà chúng ta phải cần phản ảnh. Đấy, từ nhân vật trọng súng mà đến bây giờ bà con thấy cái vấn đề mà gọi là đưa con lên cộng đồng mạng để mà kiếm ăn đấy, thì giống như một căn bệnh ung thư, nó lây căn rất nhanh quý vị. Đến bây giờ Hằng là giống như là cũng là một cái như là bản sao của trọng súng. Thấy trọng súng làm ăn ngon quá, bây giờ không cần thiết gì phải là đi tìm một công việc khác để mưu sinh. Chỉ cần là đưa cái mặt lên cộng đồng mạng dưới những kênh YouTube bắt nhanh quay lên, thế là có tiền. Thì Hằng cũng nghĩ bài như thế. Nhưng Hằng nói thật sự,
có những cái bước đi nó còn cái suy nghĩ nó cao siêu hơn trọng súng. Hằng rút ra được cái bài học kinh nghiệm từ trọng súng. Đấy. Chứ Hằng không phải là một dạng vừa, bà con cứ để ý những thước phim gần đây. Đấy. Từ lúc Phượng Anh đi về rồi, thì nếu như mà Hằng muốn yên ổn làm ăn thì đừng cho bất kỳ kênh YouTube nào quay nữa. Nhưng ở đây đó, có những kênh YouTube tới quay một cách là bất chấp. Đấy, quay mà tranh thủ từng cả như là thời gian một. Đấy. Tôi nói thậm chí là thằng Hận nó vô nhà toilet ấy, là mấy kênh YouTube này không bu theo quay thôi. Chứ còn nó mà cả như trường cái mặt ra là nó chỉa máy quay, trường mà cả chỉa máy quay. Đấy. Đó là một trong những cái gì. Nếu bây giờ anh muốn yên ổn làm ăn thì anh đừng cho YouTube quay nữa. Đấy, vì cái đây nó quay ảnh hưởng tới con anh, ảnh hưởng tới gia đình. Đấy. Thậm chí bây giờ nó thật sự cái danh dự của anh á, mà bị cộng đồng mạng trong những ngày vừa qua cũng đã nói rất nhiều đã về một nhân cách sống của một con người. Đấy. Ở đây là một người con mà anh không có một cái gì gọi hiếu thuận. Đấy. Thì làm gì có chuyện mà anh đủ tư cách mà cứ lên cộng đồng mạng rồi cứ như là anh cứ như là để mà tiếp tục chài mòi. Đúng không? Nó bây giờ anh đâu phải làm anh lớn gì, anh ra ngã ba đường anh bán đó thì nó thật sự khách vẫn like. Người ta mua là chuyện bình thường, hoặc là nhiều lúc là cái như bữa nay đách bữa mai ớ. Thì muốn yên ổn á, thì ta đừng lên cộng đồng mạng. Muốn yên ổn thì ta phải sống cho thật lòng. Đấy. Và phải làm những cái gì đó cho nó một cái ý nghĩa. Đấy. Chứ còn thật sự một hình ảnh không tốt mà cứ lên cộng đồng mạng miết đó, rồi bảo rằng cộng đồng mạng đừng nói để tôi yên ổn làm anh nuôi con của. Có cộng đồng mạng nào có ai nói là không cho Hận yên ổn không? Nhưng mà do sao? Do vấn đề anh lên cộng đồng mạng đó, anh có những cái câu từ đấy, nó không phù hợp. Đấy. Thứ nhất là với bậc phụ huynh, thứ hai nữa là về cái quan điểm sống. Đấy. Về cái quan điểm sống là thấy anh là thấy tào lao rồi. Đấy.